Kính chào quý bạn và các vị, thật kỳ lạ khi toàn Sinoda tôi lại được gặp quý vị và các bạn trong trường quay S69 của kênh Tầm nhìn thực tế Ném đá .net trong một chuyên mục vô cùng nóng hổi, càng thổi càng nóng, chuyên mục Ném đá xuyên quốc gia. Vâng, như vậy là cơn bão FA đã rời xa trái đất, cơn cuồng tận thế đã trôi qua khiến toàn Sinoda tôi chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng dâng trào thế nào ấy. Nhưng thôi, hãy bỏ lại sau lưng những điều hụt hẫng để đến với những điều hẫng hụt hơn, vì chúng ta sắp rời xa năm con rồng, một năm có quá nhiều biến động trên toàn thế giới. Để bắt đầu bản tin ném đá cuối năm, tôi xin được điểm lại những sự kiện nghẹt thở diễn ra trên toàn thế giới trong hơn 563 ngày qua. Đầu tiên, trong cuộc họp hậu kỳ tận thế căng thẳng diễn ra tại Nhà Trắng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon cho biết ngày quốc tế nói dối sẽ được chính thức chuyển từ ngày 01 tháng 4 sang ngày 21 tháng 12 hàng năm. Tại Triều Tiên, Nguyên soái Kim Xuyên Khe đã phóng thành công hàng triệu đồng tiền quần áo ấm của nhân dân Triều Tiên lên bầu trời đất nước này để kỷ niệm một sự kiện mà thế giới không hề biết tới. Trung Quốc vừa tìm thấy một số bằng chứng khảo cổ quan trọng tại Hollywood như hài cốt của Lý Tổ Long, quần trong của Lý Liên Kiệt, tóc thiệt của Thành Long hay xà phòng của Hoàn Châu Cách Cách, từ đó chứng minh Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi với toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ. Obama giăng trắng Giáng sinh một lần nữa lại tái đắc cử Tổng thống. Ngay sau lễ nhậm chức, ông có một tuyên bố xanh rờn. Phải hơn 100 năm nữa thì Washington mới đuổi kịp Quy Nhơn về công nghệ làm than tổ ong và chế biến dép. Tại Nga, người ta vừa phát minh ra một lối bóng đá mới khi Thủ tướng Vladimir Vole vào ghế của Tổng thống, còn Tổng thống bật tường vào đường của Thủ tướng. Kỷ lục thể dục dụng cụ thế giới năm 2012 đã dễ dàng thuộc về người Hàn với môn nhảy ngựa khi có tới hơn 1 tỷ lượt nhảy được ghi nhận trên YouTube. Tuy nhiên, có tin đồn là Cục Sở hữu Não bộ Việt Nam quyết kiện người Hàn ra tòa án quốc tế vì lý do họ đã trắng trợn đạo lại điệu nhảy lý ngựa ô dân gian của Việt Nam. Như vậy là hàng loạt những tin tức thở, dở cười, dở khóc diễn ra trong năm Nhâm Thìn đã cho thấy sự vạn mình tài tình của quả đất. Và bây giờ hãy đến với những tin tức ngực hơn đến từ trong nước. Nửa phút dành cho quảng cáo. Bạn muốn trở nên tự tin hơn trên thế giới ảo, tiểu xảo hơn khi online hay được nhiều người subscribe trên Facebook? Hãy sử dụng ngay bàn phím anh hùng, một sản phẩm tiêu dùng vô cùng hữu hiệu dành cho dân chém gió hiện mới chỉ có tại Việt Nam. Bàn phím anh hùng với những chức năng tuyệt vời như móc lốp, ném đá hội đồng, chửi đồng và đặc biệt là chức năng chém gió sẽ giúp các bạn nhanh chóng trở nên bá đạo trên từng hạt gạo với những comment sóc trên từng hạt thóc. Chúng tôi tin tưởng sản phẩm này sẽ giúp giới trẻ thỏa mãn thú vui ném đá online có 102 trên Facebook. Hãy liên hệ ngay đường dây kín số 1900101 có để ngó qua sản phẩm vô cùng tuyệt vời này. Bàn phím anh hùng, bàn phím của người tiêu dùng Việt. Xin được trở lại với những tin văn hóa nổi bật trong năm qua tại Việt Nam. Năm Nhâm Thìn là một năm xuất hiện khá nhiều nét văn hóa mới như văn hóa dầu ăn. Tại một số vùng, người ta đã bắt đầu quen dần với tục lệ can dầu là đầu câu chuyện. Sản phẩm đình đám của Netwin với khẩu hiệu thoáng át man mồng, càng thông càng thích đang gây phấn khích trên khắp các diễn đàn ẩm thực Việt Nam. Cùng với sự phổ biến này, giá dầu ăn đang ngày một leo thang trong khi giá các mặt hàng tránh thai liên tục giảm. Đây là một thực trạng đáng báo động ở nhiều vùng miền dẫn đến tỷ lệ tăng dân số nhân tạo vô cùng cao trong năm Quý Tỵ. Chuyển sang phần tin thể thao, tuy đội tuyển quốc gia Việt Nam có một kết cục không thể nhục hơn trong năm nay, các hoạt động chuyển nhượng cầu thủ lại diễn ra rất nhộn nhịp. Nhiều cầu thủ sau khi tịt ngòi tại đội tuyển quốc gia đang đứng trước nguy cơ nhận lương chỉ bằng một cân đường và hai hộp sữa. Tin kinh tế, năm 2012 chứng kiến sự thất bại thảm hại của thị trường bất động sản. Nếu như những tháng đầu năm người ta còn được nghe những quảng cáo hấp dẫn như rẻ hơn giá gốc, sốc người mua nhà, thì tới giữa năm tình hình đã xấu hơn khi các nhà thầu bắt đầu xả hàng tồn kho no nhu cầu thực. Và để rồi kết thúc năm, họ bắt buộc phải cắt lỗ để tồn tại, dại gì không mua. Sản lượng vịt năm nay tăng đột biến khi đã có hơn 55.000 doanh nhân thành đạt phải dạt nhà về quê để chăn vịt. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho sản lượng nông sản nước nhà trong năm Quý Tỵ tới đây. Lạm phát năm nay thấp kỷ lục, nguyên nhân chủ yếu là do các đại gia đua nhau xả hàng. Các mặt hàng có liên quan như hot girl cũng bị rớt giá nghiêm trọng. Nhiều hot girl sau khi trải qua 24 giờ bi kịch cuộc đời đã cảm thấy quá mệt mỏi và chán ghét danh hiệu hot girl tự phong cho chính mình. Giờ đây, họ chỉ muốn làm những cô gái bình thường, muốn được đến trường, để yêu và được yêu. Với con mắt kinh doanh nhạy bén của mình, toàn Sinoda tôi nhận thấy đây là thời điểm rất thích hợp để sở hữu một hot girl với giá cả và chất lượng vô cùng phải chăng. Thưa các bạn, chỉ còn một vài ngày nữa là năm Nhâm Thìn sẽ qua, một năm có quá nhiều cảm xúc thăng hoa giúp xóa nhòa đi giới tính. Thay mặt ban biên tập bản tin em đá, tôi xin chúc các bạn một năm con rắn thành đạt và bạt ngàn niềm vui. Xin chào thân ái và không hẹn gặp lại. Thế không nào, thế không, thế không nào. Mà thế không nào, thế không, thế không nào. Thế không nào, thế không nào.